Chào các bạn, sau một chuyến xe dài từ Cảng Bôm ra tới Phan Rang các bạn, đó là 300 cây số, thì giữa trưa chúng tôi cũng tìm quán ăn để ăn trưa. Thì một sự tình cờ hết sức thú vị các bạn, tôi nhìn bên đường thì thấy có một cái logo quán cơm giống cái logo của kênh YouTube Quỳnh Đại TV, thì mình ghé lại liền. Thì thấy có quán cơm gà chú Ngộ, thì đoàn mình cũng quyết định là ghé để ăn trưa. Thì mình thấy có một cái tình cờ rất là thú vị này, thì mình ghé quán để mình vô quán ăn trưa xem coi quán ăn có ngon hay không. Nếu ngon thì mai mốt mình có dịp mình đi ghé ngang đây, hoặc là quý khách có các bạn có đi ngang thì cùng nhau ghé để ăn cho biết. Sự thật là đây không có bà con gì, nhưng mà đó là một cái sự tình cờ thú vị thôi. Đó, thì mời các bạn mình cùng vô quán ăn trưa xem coi có gì đặc biệt nha. Ủa cái quán lớn vậy mà sao có cái tấm hình mình ở trên tường ta? Đó. Một sự tình cờ các bạn. Quán này nằm ở trên đường Chế Lan Viên các bạn, 62-64 ở phố Phan Rang, 62-64 Chế Lan Viên, cơm gà chú Ngộ. Đây là một cái bàn gà có gà này, gà chiên mắm không, lòng rau luộc nướng. Con gà ngon không? Ngon hả? Nhà mà. Quán bà con mà. Ông chủ quán này ông tên Kỳ, còn tôi ông chủ quán này tên Ngộ, tôi tên Kỳ. Thành ra là bà con nha mà. Kỳ. Kỳ Ngộ. Ổng tên Ngộ, tao tên Kỳ. Thưa các bạn, sau khi ăn xong chúng tôi khởi hành, hẹn các bạn ở thành phố Tuy Hòa đêm nay, cùng nhau vui chơi.